Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Mark Olive và bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hậu quả chiến tranh vẫn rất nặng nề đối với Việt Nam. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 3 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam và có thể các thế hệ sau của họ vẫn bị ảnh hưởng. Hàng triệu hecta đất bị nhiễm chất độc màu da cam, ảnh hưởng tới canh tác. Một số cơ sở kinh tế xã hội bị nhiễm chất độc cần khắc phục như sân bay Biên Hòa. Hiện vẫn còn 200.000 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh vẫn chưa được tìm thấy hài cốt. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh vẫn hàng ngày đe dọa cuộc sống sản xuất người dân Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của ông Mark Olive, bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Ông Mark Olive và bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính nói riêng và Việt Nam nói chung đã có thiện chí gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, thực hiện các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có thực hiện chương trình tìm kiếm tù binh và người mất tích Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ông Mark Olive và các người bạn Hoa Kỳ có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn, tiếp tục vận động và có các chương trình, công việc cụ thể thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam. Trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, giả phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thủ tướng đề nghị các bạn lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề, chương trình phù hợp, hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó để hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam như tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam, hỗ trợ xét nghiệm ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các bạn tiếp tục truyền cảm hứng, tạo động lực cho các thế hệ sau này để thực hiện hiệu quả hơn các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Về các đề xuất, ý tưởng của các bạn trong khắc phục hậu quả chiến tranh, Thủ tướng đề nghị phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của Việt Nam để bàn bạc, phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì tăng trưởng năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng trên 5% trong quý 1 năm 2022, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, tích cực triển khai các giải pháp để thị trường vốn phát triển lành mạnh, bền vững. Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN, một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thủ tướng đề nghị các bạn Hoa Kỳ tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tinh thần tôn trọng thể chế, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, cũng như mong muốn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập, vì hòa bình, ổn định, phát triển trên thế giới. Các đại biểu Hoa Kỳ thông tin tới Thủ tướng về tình hình đảng cánh tả ở Hoa Kỳ, chúc mừng những thành công của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới. Các bạn cho rằng sự thành công của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho người dân Hoa Kỳ. Các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam xây dựng như Thủ tướng đã giới thiệu, đặc biệt tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc hóa học, giáo dục cho các thế hệ mai sau yêu mến, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trả lời các câu hỏi của các bạn Hoa Kỳ liên quan đến các vấn đề thế giới và quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước, bày tỏ sự đoàn kết quốc tế vì dân chủ, công bằng, tiến bộ xã hội, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới. Các công ty thành viên trong Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế của Hoa Kỳ hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề đa dạng, liên thông, đang đặt ưu tiên hợp tác rất cao với các đối tác Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Peter Tichansky, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế của Hoa Kỳ tại buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm của Thủ tướng đến Hoa Kỳ. Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại của Hoa Kỳ với toàn cầu thông qua đối thoại, kết nối, các hoạt động trao đổi giữa giới doanh nhân và các chính phủ. Ông Peter Tichansky nhận định quan hệ thương mại hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ và sẽ còn nhiều tiềm năng trong tương lai, tập trung ở các lĩnh vực và ngành nghề như nông nghiệp, khoa học sự sống và chuyển đổi năng lượng. Ông Tichansky cho biết các công ty thành viên trong BCIU hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề đa dạng, liên thông, đang đặt ưu tiên hợp tác rất cao với các đối tác Việt Nam. BCIU sẽ tiếp tục đóng vai trò làm cầu nối hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta không quá nặng nề chuyện làm việc trong nước hay ngoài nước, quan trọng nhất là hiệu quả làm việc, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và luôn nghĩ về đất nước, tự hào mình là người Việt. Dân giàu thì nước mới mạnh, ở đâu đóng góp được cho đất nước thì cũng đều tốt cả.
Đây là quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ một số trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam và cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại New York vào rạng sáng nay 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có số sinh viên du học tại Hoa Kỳ nhiều nhất trong số các nước Đông Nam Á, với gần 24.000 sinh viên trong giai đoạn 2019-2020, mỗi năm đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế Hoa Kỳ. Các trí thức Việt Nam và thanh niên, sinh viên Việt Nam đã đặt câu hỏi về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, những giải pháp, chính sách để Việt Nam có thể vừa thu hút đầu tư hiệu quả, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ở những nấc thang giá trị cao hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa công nghệ, hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thủ tướng cho biết, nhà nước có những ưu đãi nhất định để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng phải phù hợp điều kiện chung của đất nước. Mặt khác, trong nước cũng có những điều kiện thuận lợi như tình cảm đồng bào, văn hóa đất nước và mỗi người sẽ cân nhắc quyết định phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Thủ tướng mong muốn bà con Việt Kiều luôn khỏe mạnh, làm việc ổn định, các học sinh sinh viên Việt Nam học tập không thua kém ai, giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò cầu nối bằng những hành động cụ thể, đóng góp vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cũng mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua. Mỗi người là một đại sứ tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng của Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.